trả lời câu hỏi của bạn này nhé, và nói chung của rất nhiều bạn nữa, thì em sẽ trả lời lại một cách chi tiết nhất nhé, hướng dẫn cách ăn cụ thể thời gian liều lượng đi thì yêu. Vâng, ok, hôm nay lại hướng dẫn lại một cách chi tiết nhất nha. Thì đối với tất cả chúng ta, kể cả người già này, trẻ em này, người lớn này, người khỏe này, người bệnh và người bình thường, thì chúng ta cũng nên là thải độc thường xuyên cơ thể nhé. Bởi vì trong suốt quá trình chúng ta ăn uống rồi sinh hoạt, hít thở không khí lâu dài thì cơ thể ai cũng cũng phải nhiễm độc, cũng phải nhiễm độc không nhiều thì ít ạ. Đó nên là chúng ta thường xuyên thải độc cơ thể mỗi ngày hoặc là một năm một hai lần trong năm thì cơ thể sẽ được phục hồi lại các chức năng và đẩy những cái độc tố ra ngoài để cho cơ thể chúng ta luôn được khỏe mạnh nha. Trong tuần đầu tiên chúng ta nên tập trước nha, là mình tập trước 1 đến 2 bữa ăn sắn dây nước tương, có thể là bữa sáng hoặc là thêm bữa tối nữa. Bữa sáng mình không ăn cơm, ăn 2 bữa canh vơi vơi cho cái chén, xong bắt đầu là mình chế chút nước lọc vào đánh cho tan, không bị vón cục, nó chế nước thật sôi tới lưng chén nước mình dừng lại và khuấy cho nó tan sánh trong lại là chín. Sau đó thì mình chế thêm 1 muỗng cà phê nước tương tamari vào, khuấy đều lên và ăn nóng. Ăn nóng xong mình trùng mền được tốt nhất nửa tiếng là mình lên mình trùng mền cho nó toát mồ hôi, đẩy những cái độc tố ra rất là mạnh luôn đó. Còn nếu mà ai mà không trùng mền được thì kiêng giúp em trên nửa tiếng, không mó nước, không ngồi quạt, không ngồi máy lạnh, không đi ra trời gió nhé, kiêng nửa tiếng. Còn ví dụ như ai mà không kiêng được thì mình để nguội hoàn toàn mới ăn nha. Lúc mình ăn nguội thì mình nên ngậm trong miệng, mình xúc cho tan thành nước rồi nuốt ạ. Duy trì 1 bữa sáng 1 bữa tối, sáng thì khoảng từ 6 giờ đến 6 rưỡi, tối thì 8 giờ đổ lại, thể là bữa tối sau bữa ăn tối đó, nửa tiếng 8 giờ đổ lại. Còn sáng không ăn sáng, buổi trưa vẫn ăn cơm bình thường. Trong thời gian thải độc thì mình nên kiêng những cái đồ lạnh, đồ ngọt, đồ chua cay đấy, đồ gia vị. Rồi sau 1 tuần nếu mà mình cảm thấy mà quen với việc nhịn ăn rồi, mình chuẩn bị sẵn đủ cái tư tưởng cũng như là cái sắp xếp được mọi thứ rồi thì mình bước sang mình ăn hoàn toàn luôn cái 3 bữa nha, tức là 3 bữa thay cho bạn 3 bữa cơm đó. Cứ đói thì pha 1 sắn dây và nước tương tamari liều lượng giống như trên và kiêng cữ cũng như vậy, ngày ăn 3 bữa đó. Khi khát nước thì mình chỉ uống thêm một chút nước ấm ngậm trong miệng, nước từ từ. Trong thời gian thải độc không nên uống nhiều nước, cái việc thải độc được diễn ra tốt hơn nhé. Nếu mà bạn nào có dùng thêm trà thải độc gan thì sau khi ăn sắn dây 1 tiếng thì mình mới uống trà thải độc gan nha. Đó thì mình cứ duy trì như vậy trong 3 4 ngày đầu, cơ thể sẽ hơi mệt mỏi và các triệu chứng trong người thải độc sẽ đẩy ra ngoài, rất nhiều triệu chứng mẩn ngứa, đau nhức hoặc là nổi mề đay. Thì cả nhà cứ yên tâm nha, không có lo lắng gì về những cái chuyện đó, cứ tâm lý thật là bình thản. Thì qua được 3 4 ngày đầu tỉnh táo, không còn đói, không còn mệt mỏi nữa, nó thì chúng ta lại tiếp tục thải độc cho đến khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Đối với người mà không có bệnh gì đâu, cơ thể bình thường không bệnh gì thì mình nên thải độc 7 10 ngày. Còn đối với người mà có sức khỏe không tốt, nhiều bệnh thì chúng ta nên tiến hành từ 1 cho đến 3 4 tuần để sức khỏe được ổn định hơn, và sau đó chúng ta sẽ ăn ra từ ăn số 7 đó. Thì cái đó thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau nhé. Thì trong cái thời gian thải độc á, sắn dây và nước tương nó hơi dương, nó sẽ dẫn cho mình hơi bị táo bón một chút á. Thì mình có thể 1 tuần mình uống 1 lần pha tà diệp để sổ hết những cái độc tố, những cái tồn đọng trong ruột đại tràng mình đi ra, để cho cơ thể mình nhẹ nhõm hơn nhé. Thì mỗi lần pha là 10 gram đun cho 3 chén nước, đun vào 1 chén uống nóng lúc bụng đói vào buổi sáng. Đó, thì khi mà uống xong khoảng 3-4 tiếng thì sẽ sổ hết ra ngoài khoảng 5-6 lần. Thì sau đó mà đi được 5-6 lần chúng ta mới pha sắn dây với nước tương ăn lại nha. Pha sắn dây với nước tương ăn lại và 1 tiếng sau thì có thể uống lại được trà vị đà nhé. À, có một cái nữa là trong thời gian thải độc thì chúng ta hạn chế, không nên dùng mỹ phẩm nhé. Để cho khi mình dùng mỹ phẩm là nó sẽ bị ách tắc cái lỗ chân lông, nó không có thải được độc ra ngoài thuận lợi. Nên chúng ta hạn chế dùng mỹ phẩm sẽ tốt hơn nhé. Đó, thì sau cái đợt thải độc thì cơ thể sẽ rất là nhẹ nhõm và số ký cũng giảm rất là nhiều luôn đấy. Thì cả nhà cố gắng nha, có gì không hiểu thì cứ inbox mình thêm thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn ạ. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe nha.